Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Vậy dân chúng thưa người, chúng tôi đã học biết trong sách luật rằng Đấng Kitô phải trường tồn mãi mãi. Thế sao ông lại nói con người phải được dương cao? Con người đó là ai? Đức Giêsu bảo họ: Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời anh chị ngồi. Bài thơ mà chúng ta sắp cung hiến đây là nơi, là cái bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu, và cũng là nơi hiến tế mà của lễ là chính Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa là người, chứ không phải một con vợ hay một đồ vật gì. Mà người dân lễ, tức là tư tế, cũng là thượng tế đời đời, là Chúa Kitô. Vì cái thân thể xoay quanh chiếc bàn thờ, nơi vừa là bàn ăn nối kết chiều ngang những người anh em tham dự trong bữa ăn đó, gọi là hiệp thông và nối kết hàng dọc, vì đó là hiến tế, cũng là cái cửa trời nối kết Thiên Chúa với con người là một, gọi là cửa trời. Như Gia-cóp đã nằm trên bao và thấy nơi ông nằm ngủ có hòn đá, ông kê đầu ở đó, có chiếc thang, các thiên thần lên xuống xuống nối kết trời với đất. Ở đây là chính con một Thiên Chúa, là Thiên Chúa và cũng là người nên một ngôi vị duy nhất, nối kết làm một. Trời là đấng tạo hóa và là cha quan phòng yêu thương chăm sóc hết mọi loài thụ thảo, mà nhất là con người. Đất là thụ thảo Ngài đã dựng nên, và trong đó có loài người là loài đặc biệt Chúa dựng nên theo hình ảnh của Chúa và yêu thương muốn cho họ tham dự vào trong sự sống của Chúa, là con cái Chúa. Nhưng loài người đã phải chết vì tội lỗi, tội của mình, tội tổ tông và là tội của mình. Trên con một Thiên Chúa làm người để cứu loài người khỏi án chết, đưa về trong cung lòng tình thương và là sự sống của Thiên Chúa bằng hiến tế. Vậy thì Hội Thánh chính là những người cùng tham dự trên chiếc bàn đấy, cùng ăn và cùng trở thành là một, tức là hiệp nhất với nhau
trong Đức Giêsu Kitô hiệp nhất với Thiên Chúa, làm phép bàn thờ mới là nơi để cho dân của Chúa quy tụ để được hiệp thông trong bí tích thánh thể, để được đồng phận với chính Ngài đấng đã được phục sinh và được dâng cao và trở về trong vinh quang thiên quốc. Thì những ai cùng tham dự cũng được dự phần vào đó. Cho nên khi cùng ăn cùng bàn, nghĩa là ta cùng một phần với người cũng như với nhau. Nên đời sống kèm theo đó là đời sống yêu thương, hiệp nhất, huynh đệ, nối kết hàng ngang và nối kết hàng dọc. Nhưng hàng ngang và hàng dọc cũng tạo thành thánh giá, nghĩa là hiến tế. Khi chúng ta dự phần vào trong bàn ăn hiệp thông với Chúa và với nhau, thì chúng ta dự phần vào đồng thời thập giá của người. Bởi vì yêu thương, cái tình thương, tình yêu mà ta sống trọn vẹn là tình thương cho đi, là tình thương hy sinh, biểu lộ một cách tiêu biểu trong cái thứ tình thương mà Chúa đã tạo dựng trong trái tim của người mẹ và người cha trong gia đình, trong trái tim của những người biết yêu thương như Chúa, nghĩa là chỉ biết cho đi mà không đòi nhận lại, bởi vì đó là tình thương của Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa. Do đó hy sinh biểu tượng là thập giá, là biểu tượng của tình thương, của tình yêu, hiến tế. Dự phần vào bằng ăn thánh thể, dân Chúa hiệp thông chung với nhau, là sống cái tinh thần hiệp thông, hiệp nhất và hiến tế đó. Những gì ngược lại thì trái với lại sự hiệp thông, thì bây giờ chúng ta hiệp thông với ma quỷ thôi. Bởi vì ma quỷ thì muốn lôi kéo con người ta ra xa tình thương của Thiên Chúa. Khi mà người ta không biết sống thương yêu nhau, chịu đựng nhau, tha thứ cho nhau, hy sinh vì nhau, quan tâm đến nhau, thì người ta không sống cái tình hiệp thông cùng một bàn ăn với Chúa. Nghĩa là người ta ăn cái thứ thức ăn của ma quỷ, những thứ đồ cúng cho ma quỷ mà không phải là cúng cho Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của việc làm phép bàn thờ cung hiến. Hội thánh hiệp thông không thể hiệp thông nếu không có thánh thể. Tạ ơn Chúa, hội thánh công giáo của chúng ta vẫn trung thành với cái lời của Chúa, dạy căn dặn các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thánh lễ đã được sống và được thực hành ngay từ những giây phút đầu tiên trong đời sống cộng đoàn Kitô hữu sơ khai của các tông đồ, các thánh giáo phụ như Justino, Hippolyto thế kỷ thứ 2, thứ 3 vẫn còn ghi lại đó, mô tả bữa ăn, bữa tiệc thánh thể quanh chiếc bàn này. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà hiến tế năm xưa của Chúa Kitô trở nên hiện tại cho mỗi người chúng ta trong các giai đoạn lịch sử, ở nơi nào có hội thánh, có những người tin Chúa quy tụ với nhau để cử hành thánh thể. Cho nên thưa anh chị em, biến cố chúng ta đang cử hành hết sức quan trọng, hết sức trọng đại, bởi vì đó là ý muốn của Chúa Giêsu Kitô, là ý muốn của Thiên Chúa muốn quy tụ dân Ngài để Ngài nuôi dưỡng, làm cho sống. Ai muốn lên trời thì cần đi qua cái cửa trời này. Không hiệp thông với hội thánh, nhất là không hiệp thông trong thánh thể, thì khó mà có thể đi qua được cái cửa trời này để về với trời, về quê hương Đức Trời. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn giáo xứ đồng hòa của chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ bổ mạng, xin Thánh Giuse cầu bầu, cầu thay nguyện giúp để cho cộng đoàn chúng ta luôn biết yêu thương hiệp nhất với nhau
sống để mà xây dựng, nhất là hiệp thông thánh thể trong các bí tích của Chúa Kitô thường xuyên. Amen.